Samahito ekang chi vị tăng say yo ban nha quang tat sa cha di no yo cha wa sa đức ban no a cha di trăm năm đi quê ban nhau a sa ma hi tô e ca hăng chi vì tăng say yo ban nha quang tát xà cha di nô trăm năm sống có ích gì, buông lung phóng dật ác tri ác tà, một ngày trong cõi người ta giới định thiền tệ thật là tốt hơn. Đó là khổ thơ của Hòa Diệu Thượng Giới Đức, và con đã kể xong, con xin gửi mic lại cho chị Lạc đây ạ. Dạ em cảm ơn chị Trần Đạo. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá và Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ kính cảm ơn chị Rằng Đông, cảm ơn Ái Minh đã cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc và kệ. Dạ chị Trần Đạo. Một 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 dạ. Vô cha quá sát tăng. Ôi trời, cái máy chạy. Vô cha quá xa tăng chi về đức phan nô asa mahito ekha kham quý tăng chay vô ban nha quan ta sa chi chi hà di nô ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trăm năm sống có ích gì, buông lung phóng dật ác tri ác tà, một ngày trong cõi người ta giới định thiền tuệ thật là tốt hơn. Dạ vô cha quá sang xa tăng chay quên đô phai ni đô a sa mahi tô e kha ha e kha ham chi quy tăng say yo bánh nhá quanh ta xài hai hi nô vô cha qua xa xa tăng chay quê đưa phan đi nô a sa ma hi tô e kha ham chi tăng say vô ba na quanh ta xa hai nô vô cha qua xa xa tan chê quê đưa phan nô a sa hai tô e kha hành chê quê tăng say vô ban nhà quanh ta sa hai nô. Dạ con đã đọc rồi đó, kệ xong câu 411. Dạ có hiện rằng đâu. Dạ kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Quốc Trang, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài câu pháp cú số 111. Vô cha quá xá xá tăng chi quê đúc bành nhồ á xá ma hí tô ê ca hằng chi quý tăng xây vô bành nhà hoàn tát xá cha di nô ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tuệ
Tu Thiền Định, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trăm năm sống có ích gì, buông luân phóng dật ác trí ác tà. Một ngày trong cõi người ta, giới định thiền tuệ thật là tốt hơn. Bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Già nghe pháp đã ôn bài xong, mới mời bằng tay kế tiếp. Sa thứ làm thay, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thần Ma Giá, Nam mô Thần Kha Giá. Con kính bệnh lễ ông Đức Chư Phật, kính bệnh lễ ông Đức Giáo Pháp, kính bệnh lễ ông Đức Chư Tăng. Con kính bệnh lễ với Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ với Sư Nữ, kính chào với anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 111. Dù cháu quá xa phá tầng chi quê, biết bành nhiều á phá mã như tù. Y ca hôn chi biết tầng phê dù, bành nha hoành tá xa trà như nù. Ai sống 100 năm á tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dù cha qua xa xa tan chi quê, bình ban nhu a sa ma hi tu y ca hăng chi quy tăng xây dù ban nha quan ta sa cha di nô dù cha qua xa xa tăng chi quê đường ban nhu a sa ma hi tu y ca hăng chi quy tăng xây dù bàn nhà quan ta xa trà di nô như cha quá xa xa tăng chi quê đức bàn nhiều a sa mà hi tù e ca hằng chi với tăng phi dù bàn nhà quan ta xa trà di nô trăm năm sống tốt gì buông luôn phóng dật ác tri ác tà. Một ngày trong cõi người ta, giới định thiền tuệ thật là tốt hơn. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức là kính dân nước lời đạo tràng. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con vô thường, con cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con kính đảnh lễ quý sư và dạ, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni, quý sister trong đạo tràng. Con xin trả bài số 111. Dù cha quá xa xa tăng gì quê được bằng nhiều a sa mà hi tổ e ca hằng chi vi tăng xây dỗ bằng nhã quan ta xa già hạ già di nộ dù cha quá xa xa tăng gì quê được bằng nhiều a sa mà hi tổ e ca hằng quý chỉ quy tăng xây dô bành nhà hoàng ta xa di hà di nộ dô cha quá xa xa tăng gì quê được bành nhiều a sa mà hi tô e ca hằng gì quy tăng xây dô bành nhà hoàng Bành nha hoàn ta xa dạ di nộ. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ
có tuệ thu tu thiền định. Hòa thượng Thích Minh Châu, trăm năm sống có ích gì, buông lung phóng dật, áp tri áp tà. Một ngày trong cõi người ta, giới định thuyền tệ thật là tốt hơn. Dù cha quát xa, xa tăng di quê, được bao nhiêu a xa mai y tô. Ê ca sang quy dì tăng xây vô bánh nhà quanh tát xa gia hi nô. Dù cha hoa xa xa tăng chi quê đập bánh nhô a xa ma hi tôn. Ê ca hăng quy dì tăng say vô bánh nhà quanh ta xa gia di nô. Dù cha hoa xa xa tăng chi quê đập bánh nhô a xa ma hi tôn. Ê ca hăng quy dì tăng say vô bánh nhà quan tan xa chay nôn. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Hòa thượng Thích Minh Châu, trăm năm sống có ích gì, buông lung phóng dật ác tri ác tà. Một ngày trong cõi người ta, giới định thiền tệ thật là tốt hơn. Dạ, con đã trả bài xong. Con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Dạ, con xin trả mình lại cho Phật tử kế tiếp. Dạ, xà thú kính cảm ơn Xích Vô Thường. Dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai giá. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Chi Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Và con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 11. Dạ, Nhật Quỳnh thấy bàn tay Trần Đạo cho Nhật Quỳnh chút xíu hả Trần Đạo ha. Giờ cho qua xa xa tăng chi quê đức bành nhô. Asama hi tơ e ka hằng chi bi tăng say yo ban nhà quanh ta sa cha yi no. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dầu cha qua xa xa tăng chi quê được ban nhô a xà ma hi tô kể cả hăng chi vì tăng say vô bạn nha quanh ba xà chả di nô. Trăm năm sống có ích gì, buông lung phóng vật ác tri ác tà. Một ngày trong cõi người ta, giới định thiền tuệ thật là tốt hơn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, mời Trần Đạo ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị trong Đạo Tràng. Con xin thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ramma Chaloka Dipati Sahang Bati ca tăng trà lý ăn thì quả răng a da trả tha sằng tì tha sa tấp ba ra chấp kha cha chi ca
đê xê tu thẩm măng a nu cấp măng ba chăng sa thầm ma bê rinh vi na yăng cha ca yăng sút tăng cha băng đăng a bi thâm ma chăm măng a cô ta yăng tô sa tu sắc cha đăng đăng ba vô tha nay ye ba đi sa yaman che e wang sa hang ba ti ram ma pha ga wang tang a ya tha tun hi ba we na tang bu tho karune na thi wa sa ya tang ha vu tha ya ba de na mi ga da yang ta to ga to băng cha qua giá đào này dễ àm hằng ba dễ si thâm ma tô ta tô ba bố thì sâm bố thô à nu na thâm ma đê sa năng ma ga qua sa ni đê say si sát ta năng át tha sinh tha căng tê na sa thú à yô phan tê tê sê tu thâm ma đê sa năng sapa yi tha ba ri sa ya anu cam băng bi ca ta we Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận nhưng chẳng hỉ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lập giả ngày giờ chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn thòn, một lòng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con kính thỉnh bàn tay của Đại Đức Tệ Nhẫn ạ. Dạ con kính thỉnh Đại Đức. Dạ lại một tuần nữa trôi qua. Dạ con cung kính đảnh lễ sư huynh huy niệm với này Đại Đức Pháp Trang ạ. Là một tuần nữa trôi qua rất là mau. Quả thật pháp học rất là khó. Pháp học nó khó gấp 1000 lần pháp hành và pháp thành. Thế mà chúng ta học đúng rồi thì tự động nó sẽ vận chuyển qua cái nhân duyên, nó vận chuyển qua pháp hành. Và cái pháp hành đó thì nó cứ sống với hiện và đi tới niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy được cái pháp học mình nó quá khó. Và nó bị cái ngôn ngữ nó rất là tinh tế ở trong đó. Nếu mà chúng ta không nhận diện được, chúng ta tưởng rằng pháp học là dễ, nhưng thực tế là pháp học là khó nhất chứ không phải là pháp hành đâu. Quý vị đừng có hiểu lầm. Vì pháp học nó trải qua ngôn ngữ, nó trải qua cái khái niệm, mà nó luôn luôn bị trôi chảy bởi các cái khái niệm, bởi các câu chuyện. Do đó chúng ta phải rất là tinh ý. Và trong cái bài kệ này á, thì con nói sợ nó quên chút xíu rồi con nói xíu sau. Và cái bài kệ này chúng ta nếu mà chúng ta đọc trong câu chuyện á, thì ở đây cái tinh tấn ở đây đó phải là thất giác chi. Bây giờ thì quý vị nhớ cái điều đó, để chút nữa chúng ta đọc cái bài trong câu kệ thì chúng ta sẽ thấy được lúc mà ngài cuối cùng ngài cầm cái con dao á, thì thất giác chi nó sanh khởi và cái tinh tấn nó quân bình ở đây. Bây giờ thì con xin nằm lễ ơn Đức Tam Bảo ạ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadimi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suvatibbano bhagavato savaka sangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh.
Những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt được sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phiền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái được vô lượng công đức phước báo, và nhất là thành tựu các ba la mật và nhiễu ngộ được niết bàn trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Phước báo phát sanh lên, con kính dâng đến chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, đến cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, tất cả chúng sanh, và nhất là kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và thành tựu lý tứ thánh đế trong diệu pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, hôm nay thì chúng con thuyết giảng câu kệ số 112. Xin chia sẻ pháp đến chư đại đức tăng cùng với tất cả quý Phật tử. Thì chúng ta biết là lời giáo pháp của Đức Phật, câu kệ nào thì nó cũng chứa rất nhiều sự thâm sâu và những cái đặc tính ngài luôn luôn nói quay về với cái hiện tại, là chỉ có những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này thôi. Hãy bám sát được vào cái này thì tự động cái tinh tấn đó nó sẽ làm đầy đủ các cái đức hạnh cho chúng ta. Còn nếu chúng ta đi ra ngoài cái này thì cái tinh tấn đó nó sẽ đi vào các cái tưởng, thì nó rất là nguy hại. Và hôm nay thì chúng con xin, trước khi vào thì chúng con xin đọc cái câu kệ này. Câu kệ này thì nó cũng có bốn cái đoạn. Con xin đọc câu đầu tiên là vô chá quát sát sát tăng chi quê. Câu thứ hai là cút si tô hi na vi ri vô. Câu số ba là e ca hăng chi vi tăng se vô. Câu bốn là yá ma ra phát tô đăng hăng. Và được dịch theo cái nghĩa văn xuôi là: và cái người nào lười biếng, có sự tinh tấn thấp kém, có thể sống 100 năm, mạng sống một ngày của cái người đang ra sức tinh tấn một cách bền bỉ là tốt hơn. Và con xin được trích nghĩa từ vựng câu số 1. Đó là cái câu vô cháo quá sát sát tăng chi quê. Từ vô đó thì chúng ta biết là nó là đại từ, nó chỉ cho ai hay người nào. Và cái từ chá thì chúng ta biết là và, cái liên từ này nó có nghĩa là và. Cái từ quát sát sát tăng chi quê thì chúng ta đã biết rồi, quát sát nó chỉ cho năm, hay là nó chỉ cho một cái vị, nó còn gọi là cái hạ lạc của khi mà vị chư tăng mà nhập hạ 3 tháng xong đó, thì một hạ tức là một năm, thì chư tăng cứ hết một hạ thì được một năm tuổi hạ hơn. Còn cái từ chi quê thì chúng ta biết là biết rồi ha, chi quê tức là đời sống, nói về chi quá đời sống, kiếp sống, một kiếp sống của một chúng sanh. Còn cái từ Kusito thì chúng ta biết là nó thuộc về tính từ Kusita. Nó thuộc về nam tánh, ở đây thì chia theo chủ cách. Và cái nghĩa của nó là lười biếng, biếng nhác, giải đãi. Biếng nhác, giải đãi. Và tiếp theo nữa là cái từ là Hina Viriyo. Thì chúng ta biết là Hina Viriyo này nó là một cái hợp từ, nhóm từ, nó cộng lại, nó ghép lại. Từ Hila cộng với Viriyo
Viriya thì chúng ta biết là nó là sự tinh tấn, tinh tấn. Còn cái từ hy lá hy lá thì nó thuộc về cái sự thấp kém, hay là cái nghĩa của nó là ít ỏi, ít ỏi, kém cỏi, hay là nhỏ nhoi. Và cái từ quý lý giá thì cái từ hy lá thì nó lại là tính từ, cái căn của nó là căn ha. Và cái từ quý lý giá thì nó thuộc về danh từ, danh từ trung tánh, chỉ cho cái sự tinh cần, tinh tấn, tinh cần, tinh tấn. Thì chúng ta biết là cái tinh tấn này nó có ở trong, có mặt ở trong tới 111 cái tâm lận. Chỉ có 10 cái tâm mà nó không có tinh tấn thôi. Đó là những cái tâm thấy, nghe, ngửi, nếm được mà. Thì chúng ta phải biết là cái tinh tấn ở đây là Đức Phật muốn nói với cái tinh tấn gì, thì chút nữa chúng ta sẽ biết được cái điều này. Tiếp theo cái câu kệ số 3 và câu kệ số 4 là Ekahang chi vi tăng xây vô quý giáp ma rác phát tô đăng hăng. Ekahang thì chúng ta biết là Ekahá thuộc một ha. Ekahang thì nó chỉ là một ngày thôi, một ngày ha. Và cái từ quý lý dân, quý lý giá thì chúng ta biết rồi. Chi quý tăng thì cái này nó chia thôi, nó chia theo những cái này nó chia theo hiện tại phân từ ha. Là chi quý tăng. Chi quý tăng thì nó cũng gọi là mạng sống ha, mạng sống một ngày. Quý lý dân, quý lý giá đó thì thuộc về danh từ trung tánh. Nó chia theo đối cấp là sự tinh tấn, sự tinh tấn, tinh cần. Tiếp theo cái từ là Arafato. Arafato cái căn của nó là căn Rafat. Tiếp vĩ ngữ, tiếp đầu ngữ của nó là A, nó cộng với An Tá. Ở đây thì do nó chia theo hiện tại phân từ nam tánh mà nó chia theo sở thuộc cách, nên là nó biến thể thành cái từ Arafato, chứ đúng của nó là Arafata ha. Và ở đây nó chia theo hiện tại phân từ nó thuộc nam tánh và chia theo sở thuộc cách, nên là nó gọi là Arafato. Nghĩa của nó là của người, của cái người đang có cái sự tinh tấn, đang ra sức. Nhưng mà cái từ tinh tấn này chúng ta rất dễ hiểu lầm, nên là chúng ta bị lọt vào cái tà, nó là tà tinh tấn trong đời sống hàng ngày vô cùng lớn, cực kỳ. Chỗ này là cái chỗ nó giết người mà chúng ta không có tỉnh giác, chúng ta học không có khéo. Nên là cái từ tinh tấn này chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải làm một cái điều đó, điều gì đó, nhưng không phải. Cái tinh tấn ở đây nó chính là cái khéo như biến tác ý, và nó biết về cái hiểu, nó phối hợp cùng với liệu, với cái xác lao, với cái hiểu biết, với lại cái thực tại ở ngay đó, quân bình ở đó, chứ không phải là chúng ta bắt nó phải ngồi hay làm cái gì đó, không phải. Sai, vô cùng sai luôn. Nên là chúng ta hầu như lọt hết vào những cái tà tinh tấn này. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải hành thiền, làm như thế này như kia, mà không làm cái gì cả thì chúng ta lại lọt vào si mê và tham ái, mà làm một cái lọt vào cái gì đó thì nó lại trở thành tà kiến hết. Nên là chúng ta thấy, nếu mà chúng ta không hiểu pháp thực tại xuyên qua thấy, nghe, ngửi, đếm đụng để biết cái khoảnh khắc tỉnh giác, biết đâu là thiện, đâu là bất thiện rõ ràng của nó, thì chúng ta có làm gì cũng sai hết, nguy hiểm lắm.
Rồi cái từ đanh hăng từ rất là đanh há. Đanh há thì nó thuộc về tính từ trung tâm, chia theo đối cấp là một cách bền bỉ, một cách mạnh mẽ. Khi đi theo đi tu mà giống như đi chơi, nhưng mà này có giới hạn. Còn cái người mà đi tu mà lại là đi tù, đa phần những người đi tu thì lại là đi tù. Còn cái người biết tu thì giống như để đi chơi, nhưng mà không phải là đi chơi, chỉ là đi nhẹ nhàng quan sát các hiện tượng. Hay mà chúng ta thấy cái cuộc sống của đời tu hành, cái người nào tu đúng thì nó rất là nhẹ nhàng, nó tiếp xúc với các căn rất là bình thường, nhẹ nhàng. Còn cái người tu không đúng thì trời ơi, nó sân, nó hận, nó si mê rồi, nó chấp thủ, không cách nào mà chịu nổi hết. Và ở đây thì được Ngài Thích Minh Châu, Ngài, chúng con ấy xong rồi thì bây giờ con đọc cái câu mà Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch, cái văn, cái kệ 5 câu này rất là hay. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Đó. Ở đây là chúng ta thấy là có tôi tinh tấn ở đây liền. Nếu mà chúng ta không hiểu cái câu kệ này, đó, tôi phải tinh tấn, tôi phải làm cái này cái kia cho bằng được. Là tinh tấn không. Bây giờ thì vào câu chuyện này thì chúng ta mới thấy được ở đây. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của sư, thỉnh sư cầm trở lại ạ. Dạ cảm ơn rằng đông. Chị nghe chưa? Alo, dạ. À dạ tốt rồi, dạ. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, câu kệ pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, do Ngài trưởng giả Cấp Cô Độc cúng dường đến Đức Thế Tôn với cùng tăng chúng, đề cập đến trưởng não Sappadasa. Và cái bài kệ này, thuở đó thì trong cái thành Savatthi xá vệ, thì có một cái chàng thanh niên con nhà gia giáo, và sau khi chàng thanh niên này được nghe Đức Phật giảng giải diệu pháp cho những cái nhóm và vị đó ngồi nghe thì thấy rất là thâm diệu. Và Ngài đã phát sanh, đã phát cảm thấy cái đời sống gia đình đó nó không có gì là hạnh phúc được nữa. Ngài thấy cái đời sống xuất gia theo Đức Thế Tôn mới là cao thượng. Thì Ngài đã xin xuất gia nên làm tỳ kheo. Và Ngài rất là tinh tấn. Một thời gian sau thì Ngài thực hành đủ thứ hết, giới hạn rất là trang nghiêm. Nhưng mà Ngài bất mãn, Ngài không thấy pháp nên là Ngài bất mãn, Ngài hành đạo, Ngài thấy nó không có tiến triển, nó không có tiến triển. Cái việc nghe nó phải khéo nghe thì chúng ta mới thấy được cái dược pháp này nó quá sâu kín với cái thực tại. Nếu mà chúng ta không nắm bắt được cái thực tại trong đời sống hàng ngày, kể như là cái pháp học của chúng ta là nó có vấn đề, do vậy mà chúng ta không có tiến được trong Phật pháp. Và Ngài tinh tấn như vậy đó, nhưng mà Ngài từng nghĩ con nhà gia giáo như ta đó mà hoàng tục sống một cái đời trở lại cư sĩ thì nó không có đứng đắn nữa rồi. Thôi thì thà ta chết trong cái đạo, trong cái đạo Đức Thế Tôn còn tốt hơn. Và thế rồi Ngài bất mãn và Ngài đi lang thang. Ngài đi lang thang, Ngài chán. Thì trong chúng ta biết là trong tu tập
trung tâm tu tập nó cái phiền não nó ghê lắm. Rồi các sư chết lên chết xuống. Rồi chúng ta biết đi thuyết pháp rồi về nhà rồi người ta nói này nói kia rồi lúc mình còn yếu rồi càng ngày rồi người ta bị chửi rồi người Phật tử chê chấp rồi các sư chê chấp rồi tự mình về nhà mình cứ ủ những cái phiền não nó mệt lắm. Quý vị chưa vào cái thế đó đâu, quý vị đừng tưởng là tu làm vị sư là sung sướng không có đâu. Rồi lúc đó ngài mới tìm cái phương thế tự sát. Thì một hôm nọ vào cái sáng sớm đó thì vị tỳ kheo ngài đi tắm gội thọ thực xong thì đi vào chùa. Một cái vị tỳ kheo khác đi vào chùa thì gặp cái con rắn ở trong cái nhà khói và ngài bắt nó, con rắn rất là độc, và ngài bỏ vào cái bình, và ngài đậy cái nắp lại rồi mang cái bình ra khỏi chùa. Thì cái vị tỳ kheo ngài đắp bá hoa xá này, ngài bất mãn, cũng vừa ngài cũng vừa thọ thực xong và ngài đi vào thì gặp ngay cái vị tăng đi ra và ngài liền hỏi: cái chi đây đạo hữu? Thì các ngài kia mới trả lời: con rắn này đạo hữu, các ngài sẽ làm gì nó? Chúng tôi đem nó đi quăng bỏ cho nó thật là xa. Nghe chư tăng nói vậy thì vị tỳ kheo mới tính nhầm: ồ được được, ta sẽ cho con rắn này nó cắn ta chết. Thế lên ngài mới nói: các đạo hữu hãy đưa cho tôi để tôi sẽ không quăng nó đâu. Và chư tăng trao cái bình qua cho cái cho ngài. Thì ngài mới ôm cái bình đi kiếm chỗ ngồi và nhử cho con rắn cắn mình. Thì lạ thay là cái con rắn rất là độc nhưng mà nó không cắn ngài. Nên vì tỳ kheo mới thọc tay vào cái bình và quậy lung tung lên, rồi còn cậy cả những cái miệng con rắn ra để đút cái ngón tay bình vào nữa, nhưng mà con rắn vẫn không cắn cái vị này. Này câu chuyện này nó hy hữu thôi ha, chứ đừng có tập cái đó, con rắn nó cắn chết. Rồi vị tỳ kheo nghĩ thầm: con rắn này không thể phá hoại, vậy là con rắn này nó không phải là con rắn độc. Thì ngài bèn bỏ nó ở đó mà đi vào trong chùa. Thì khi ấy chư tăng mới hỏi chư tỳ kheo: đạo hữu đã quăng con rắn rồi phải không? Này đạo hữu, ôi cái con rắn đó nó không phải là con rắn độc. Ngài trả lời như vậy: này đạo hữu, con rắn đã phùng mang thời nó phì phì, mà chúng ta biết là cái loại rắn độc thì bao giờ nó cũng toát ra cái hơi độc của nó nên là nó hay phì. Thế còn con rắn mà nó không độc thì nó không có phì hơi ha, nó phì phì. Và chúng tôi khó nhọc và lắm mới bắt được nó. Sao đạo hữu này nói như vậy? Thì này đạo hữu, chính tôi đã thọc tay vào cái bình cho nó cắn, đút ngón tay vào miệng chọc cho nó cắn mà nó không có được, nó không có cắn kìa. Nghe vậy chư tăng mới làm thân. Rồi lại một hôm thì nó có ba vị tỳ khu tắm xong thì mang theo cái lưỡi dao cạo vào chùa và bỏ dưới cái đất lưỡi, thì còn một cái lưỡi dùng dao cạo cho chư tăng. Thì chúng ta biết là tu học đó, mà nó bị cái này cái kia rồi chúng ta tu không được đó, nó cũng chết còn hơn người đời nữa, nhiều phiền não lắm. Nó bị chết ghê lắm thưa quý vị. Ở trong chùa trời ơi, nó ganh tị và nó bỏng xẻn cái tâm của mình, rồi nó ngã mạn, nó cứng cao. Mình muốn làm cái người này người kia ghê gớm lắm. Mình muốn nhóm Phật tử này phải theo mình, theo này kia. Chúng ta thấy ôi, nó phiền não nó kinh khủng lắm thưa quý vị. Sự thật thì nó mất lòng, nhưng mà ai cũng vươn lên để trở thành một cái ngôi vị quán quân, chứ chẳng ai là một kẻ tiểu tốt giữa cái thế nhân này cả. Ngài tu không được, ngài bất mãn lắm. Thì lúc bây giờ thì tỳ khu bất mãn, ngài bất mãn, thì ngài mới lượm cái con dao bỏ quên ở trên đất và cái tính nhầm: với cái lưỡi dao này
ta sẽ cắt cổ tự tử. Và ngài đứng thẳng cái cần cổ, dựng cái cần cổ của mình lên và tự ví mình như là một cái cây, và ngài đưa cái lưỡi dao gần vào cái cuốn họng. Thì lúc bây giờ cái trí tuệ, cái chặt pháp giác chi nó đến liền, và ngài quán xét cái giới hạnh, cái giới hạnh của mình. Và ngài thấy từ cái lúc mà ngài thọ tỳ khu đến nay á, thì cái giới hạnh của ngài rất là trong sạch. Giới hạnh ở đây á, không những là giới luật của Đức Phật ban cho mà còn biết rõ cái giới thiện và giới bất thiện nữa, nhưng mà vẫn còn bị cái phiền não chi phối. Và ngài thấy nó không có tì vết, không có tì vết. Và ngài thấy ngài không có nhiễm các dục trần, ngài vô nhiễm như là một cái mặt trăng rằm thiết như ngọc ma ly như vậy. Và ngoài ngài lúc đó ngài quán thấy cái giới của mình như vậy đó, thì ngài cảm thấy không có lỗi lầm gì cả. Và lúc bây giờ ngay lập tức là ngài ly dục ni các pháp bất thiện liền, tâm của ngài hỷ lạc nó dâng lên liền. Hỷ này là hỷ ly dục liền. Và khi mà hỷ ly dục thì tâm của ngài bắt đầu nó an vui, nó an vui nhẹ nhẹ. Và ai mà đi vào đúng cái con đường giáo pháp này thì tâm của người đó thường hằng ngày lúc nào cũng vui nhẹ theo cái kiểu này thì nó mới đúng giáo pháp của Đức Phật. Và sau khi ngài tác ý xả ly cái hỷ lạc này, mà tâm của ngài nó trở lên an tịnh của cái chánh định đó, với cái chánh trí tuệ nó đi trước. Ở đây nó mới gọi là chánh định của nó nè. Chúng ta chỉ sai một chút xíu thôi là chết liền. Người nào mà không có chí kiến chánh trực về các pháp, các sắc la hiện tại, không bao giờ có chánh định trên cái con đường giải thoát này. Đừng có nghĩ bố thí trì giới tu thiền định là chánh định. Sai lắm là sai luôn. Sai lắm là sai luôn. Cái đó nó chỉ là một thiện pháp. Mà thiện pháp thì Đức Phật đã nói là tất cả các thiện pháp nó đều tốt đẹp cả. Nhưng mà cái thiện pháp của tứ niệm xứ nó rất đặc biệt, nó phải có trí tuệ đi đằng trước nó, không thể khác. Nó không có cái gì được gọi là thiền định, thiền điếc ở đây cả, làm duyên ở đây cả. Bởi vì trí tuệ nó tự biết cái pháp nào là pháp nào, làm sao có thể là trí tuệ nó còn biết pháp bất thiện, nó còn biết giới định tuệ, nó biết tu cái thiện định như nào, biết giới như nào, nó biết thực tại như nào. Chỉ có trí tuệ nó mới làm được cái công việc này. Ai nói rằng cái thiện định nó hỗ trợ cho trí tuệ, người đó không hiểu biết giáo pháp của Đức Phật. Cái chánh định này nó đi, khi mà chánh kiến nó ở đâu thì chánh định nó có ở đó, nó không thể khác hơn được. Làm sao lại có thể khác hơn được? Bởi vì pháp nó đi chung với cái nhóm sở hữu của nó. Và sau đó ngài xả bỏ cái hỷ lạc, thì hỷ lạc này nó dao động tâm. Và dùng cái an tịnh của cái chánh định này, và ngài phát triển cái tuệ minh sát. Tuệ minh sát, ngài thấy được cái đặc tướng vô thường khổ vô ngã. Đây chính là thất giác chi, phải không? Thì cái tinh tấn này nó nằm đây rồi. Và ngài đắc ngay cái quả vị A-la-hán với cái tứ tuệ phân tích liền. Và ngài bèn cầm cái lưỡi dao cạo, ngài đi vào giữa chùa, ngài không còn tự giữ nữa. Thì chư tăng mới hỏi ngài: đạo hữu nãy giờ đi đâu vậy? Thưa đạo hữu, với cái lưỡi dao này tôi đã tính đi cắt cái cuốn họng để tự tử, thế sao đạo hữu không chết? Khi này này các đạo hữu, khi mà cầm dao này ra đi đi, tôi tự nhủ là ta không thể sống dưới cái dao bén này, và ta sẽ cắt đứt cái cuốn họng của ta. Thì bỗng nhiên cái lưỡi dao trí tuệ nó bừng sáng lên, và ta đã cắt đứt được tất cả các phiền não luôn.
Và khi mà cắt đứt được phiền não thì ngài không có ngài không có ngài biết được các pháp là thuận theo cái duyên sanh và duyên diệt của nó, nên là ngài không có chống đối với các pháp nữa. Ngài để nó tự nhiên như nó là vậy thôi. Và cái gì cần cần diệt ngài đã diệt rồi. Ừ. Thì các vị kheo cho là cái vị này nói dối và phạm giới đại vọng ngữ, và lên đi mắt với Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn nghe chư tăng tường trình, thì ngài tường trình xong thì ngài mới giải thích rằng: này chư tỳ kheo, các bậc lậu tận thì không bao giờ tự tay cắt đi cái sinh mạng của mình. Bạch ngài, ngài dạy rằng vị này là bậc lậu tận, nếu mà đã đầy đủ căn lành để mà đắc quả A La Hán thì tại sao cái vị này còn bất mãn? Do đâu mà vị ấy đắc quả A La Hán? Và tại sao cái con rắn không cắn cái vị này? Này chư tỳ kheo, vì lẽ con rắn ấy đã từng là lô bọc của cái vị đó trong ba kiếp liền sát đây, cho nên là nay nó có cái duyên lành, nó còn cái tâm ái luyến với cái từ trường đó, là cái vị là chủ của nó đó, nên là nó không có cố gắng mổ cái thân thể của chủ nó. Và bằng bấy nhiêu lời thì Đức Thế Tôn đã đi và cho các tỳ kheo thấy được một cái nguyên nhân. Do vậy mà từ đó về sau trưởng lão được cái mệnh danh là Sappadasa. Thì cũng như lời nói Đức Thế Tôn thuật lại trong cái thời Đức Phật Kassapa đó, ngài Ca Diếp đó, thì có một thanh niên con nhà khá giả, và sau khi nghe pháp được Đức Thế Tôn phát tâm thì kinh cảm mình liền xuất gia và được thọ giới tỳ kheo. Và một thời gian sau thì sanh ngài cũng sanh tâm buồn chán tu trong giáo pháp này, thì nhiều vị nó chán lắm, nên là tu không có được. Để học hành thì chúng ta biết được rằng cứ phải nhớ trong đầu những cái chữ này kia, rồi nhớ những cái gì, nhớ những cái chi pháp này chi pháp kia, rồi còn nhớ từ vựng người từ Bali đó, đủ thứ đủ kiểu, rất là khổ. Và hàng ngày đó nó cứ cái đó, và hàng ngày nó cứ bị những cái này, rồi là tu tập nó không có được, bỏ pháp học thì sợ dốt, mà pháp hành thì không biết cái gì để mà hành, nên là nó cứ đảo lộn trong tâm trí như vậy. Nên là cuộc sống tu hành đó, chúng ta biết rằng nó cực kỳ là khó, mà phiền não mà chúng ta biết rồi, nó không dễ ăn như chúng ta nghĩ đâu. Từ đó mà ngài cũng bất mãn, vị bất mãn, và vị đó bày tỏ cái lỗi lầm cho một cái vị tỳ kheo bạn biết. Thì cái việc này sau này thường thuyết giảng và nhắc bạn về cái sự bất lợi tội lỗi của cái đời sống tại gia. Và nhờ nghe pháp thì vị trước lại vui thích sống trong giáo pháp, cứ lân đỡ nhau trong giáo pháp như vậy, và mới đem cái sự vật phụ tùng để mà hành sa môn pháp. Mà trước khi mình đã bỏ cho nem quế và đến ngồi trên một cái bờ ao để mà giặt rũ cho sạch bụi, thì vị tỳ kheo bạn cũng đến ngồi gần đó, và vị kia nói với bạn rằng: này đạo hữu, khi muốn hoàn tục thì tôi đã có ý định tặng đạo hữu tất cả những cái vật phục tùng này. Thì vị tỳ kheo bạn mới sanh lòng tham muốn mà nghĩ rằng: bạn ta còn tu hay không còn tu thì đối với ta đã có nghĩa gì đâu, ta đừng để phí mất những cái vật phụ tùng này. Và từ đó về sau thì vị tỳ kheo bạn thay đổi cái chiều hướng và thuyết pháp ca tụng cái đời sống tại gia. Chẳng hạn như là: này đạo hữu, tại sao ta cứ mãi sống đời sống xuất gia, hàng ngày ôm bát đi khất thực nơi những gia đình người khác, tại sao ta không ở nhà vui thú đoàn viên, chuyện trò thân mật với vợ con ta? Thì nghe bạn thốt lên lời như thế thì vị tỳ kheo kia lại bất mãn, nghĩ thầm rằng: bạn ta lúc trước nghe ta ngỏ ý bất mãn đời sống phàm hạnh, thì ta thuyết pháp chỉ rõ cái sự bất mãn tội lỗi đời sống tại gia, thì bây giờ lại thường xuyên ca tụng. Lấy thì vì đó biết là bạn mình vì có cái tâm tham muốn được những cái vật phục tùng này, tức là muốn đuổi cái người bạn trước đó để về đi, để chiếm đoạt những cái phục tùng như mấy cái bát cái y đó. Và suy xét kỹ thì vì đó thấy cái bạn mình có cái tâm tham muốn được những cái phụ tùng này, nên mới
chở cái lòng như vậy, đó là cái nhân bất mãn từ thời Đức Phật Kassapa còn lưu lại đến bây giờ, mà khiến cho cái vị tỳ khu này có cái tâm bất mãn. Và còn công phu tu hành sa môn pháp suốt nhiều nhiều kiếp sống, và cái nhân đó khiến cho vị này có cái duyên đắc đạo quả A La Hán trong kiếp này. Và khi chư tăng nghe Đức Thế Tôn giải thích đủ ba cái nguyên do đó, còn đặt thêm một cái câu hỏi: bạch ngài, nghe nói tỳ khu này trong cái lúc đứng về lưỡi dao sát cái cuốn học thì đắc A La Hán ngay, như thế thì A La Hán đạo sanh trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi bằng một sát lai sao? Đức Thế Tôn nói phải đó. Này chư tỳ khu, chư tỳ khu nào chuyên cần tinh tấn, dở bàn chân lên rồi đặt xuống đất, bàn chân chưa tới đất, A La Hán đạo đã phát sanh rồi. Đời sống của vị chuyên cần tinh tấn dầu trong giây lát còn quý báu hơn nè cái đời sống của cái người 100 năm mà biến nhát giải đãi. Rồi Đức Thế Tôn mới thuyết cái bài pháp, kết luận bằng cái câu kệ: Yo cha wa sa sa tang chi we ku sa lo ku si to hi na wi ri yo e ka hang chi vi tang se yo vi ra yang a ya pha to dan hang. Dầu cho sống cả 100 năm mà người biến chẳng tận tâm tu hành, không bằng sống một ngày lành luôn luôn tinh tấn nhiệt thành nhất tâm. Đó là cái bài kệ hôm nay. Ở đây thì bài kệ này nói ngài bậc A La Hán, trong câu kệ đó thì ngài đất Thất Giác Chi sanh lên và Bát Chánh Đạo sanh lên là rất rõ rồi, phải không ạ? Bây giờ thì con chỉ nói đến chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, pháp học tuy ít nhưng mà nó lại quá nhiều. Pháp học thì chỉ học về gì, về danh sắc ngũ uẩn thôi, không? Nhưng mà nó lại quá nhiều, bởi vì quá nhiều là những cái thực tại nó lại duyên từ 6 căn nó vào. Như vậy pháp học nó phải học từng cái thực tại trong đời sống hàng ngày, nó khó là khó ở chỗ đó. Chứ còn nó học trên cái chữ mà nói đến 5 chi, 3 chi, 4 chi, 7 chi thì rõ kinh ra là nó có liền. Và nó rất khó để biết tham khi nào nó sanh, sân khi nào nó sanh, tà kiến khi nào nó sanh. Nó học khó ở chỗ đó. Nếu mà học đúng về chỗ đó đó, chánh tinh tấn nó sẽ có mặt. Còn có nó thì nó chỉ là tà tinh tấn và cái tinh tấn trong thiện pháp để mà luân hồi trong tam giới thôi. Như vậy thì chúng ta biết cái sở hữu tinh tấn thì nó có ở 111 tâm, phải không ạ? Và cái tinh tấn thì trong 12 tâm bất thiện. Và cái tinh tấn ở trong những cái tâm thiện, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Không tinh tấn. Và chúng ta biết được cái kiếp sống nào thì cái duyên làm người của chúng ta đó, thì chúng ta cũng đã làm rất nhiều những cái việc phước. Nên chúng ta mới có ngày hôm nay. Chúng ta đã tinh tấn rất là nhiều rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn bị trôi đi trong những cái phiền não lậu hoặc này? Trôi đi trong cái phiền não lậu hoặc này. Bởi vì cái tà tinh tấn này nó xen vào.
cái ý niệm về ngã nó luôn luôn len lỏi vào trong thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Nó làm bất cứ một cái việc gì, việc thiện, việc ác gì, nó cũng tôi ta trong đó hết á. Tôi ta trong đó. Ngày nào mà chúng ta chưa thấy rõ được thiện và bất thiện như nó là, nó là gì? Nó là vô ngã, là pháp, là thực tại. Nó có mặt bởi nhân duyên của nó, không phải là ai đó, không phải tôi làm cái điều thiện, tôi làm cái điều ác, thì cái chánh tinh tấn này đó mới được, nó mới được hiện khởi trong cái tứ chánh cần, trong tứ chánh cần. Và trong tứ niệm xứ, trong tứ chánh cần, trong tứ như ý túc, trong ngũ căn, ngũ lực, trong thất giác chi và trong bát chánh đạo. Như vậy thì suốt cái con đường ba đại phẩm chờ đạo nó không bao giờ thiếu được chánh tinh tấn. Bởi vì chánh tinh tấn nó làm cái công việc gì? Nó là cái sự quân bình một cách liên tục đầy đủ để cho các cái thiện pháp, nhất là chánh kiến, chánh tư duy, tính tấn niệm định tuệ có mặt. Và chính vì cái tà tinh tấn, chúng ta làm cái việc gì, cái tà tinh tấn nó cũng có mặt, nó song hành. Chúng ta thấy người khác làm phước, chúng ta không, lúc đó chúng ta không làm được cái việc phước báo. Chúng ta ước ao làm được cái việc phước báo, ngay khoảnh khắc đó cũng có tà tinh tấn. Thay vì chúng ta phải biết đây là những cái tâm bất thiện, và tinh tấn không phải là chúng ta chỉ làm những cái việc thiện pháp như là bố thí, trì giới hay là hành thiền. Cái tinh tấn nhất trong đời sống của chúng ta, nó tốt đẹp nhất là cái tinh tấn mà có hiểu biết về cái khoảnh khắc này, dù nó là cái gì đi chăng nữa, là cứng, là mềm, là mùi, là vị, để thấy không có ai trong đời sống này cả, thì chúng ta sẽ không bị dính mắc và không có bị nó lôi cuốn vào trong các cái thiện và bất thiện. Nhưng mà nó vẫn là thiện, đúng không? Cái hình khối và những cái tướng lý mít tá nó đi qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, và nhất là cái tưởng của chúng ta rất là khó nhận biết được nó. Ví dụ ai đó nói rằng tao sẽ đào mã nhà mày lên, thì lúc đó chúng ta nghĩ ngay đến cái tôi, và tâm của chúng ta bừng bừng nóng giận, và thậm chí chúng ta giết hại
cái người đó ngay tại chỗ đó, nhưng mà lúc chúng ta ra mã, ông bà chúng ta nó còn nguyên ở đó. Còn nguyên ở đó, chưa có ai đào nó nữa, mà cái người kia chết rồi. Nó chỉ là một cái âm thanh, một cái âm thanh thôi mà chúng ta không hiểu về nó đó. Là tà tinh tấn nó sanh liền tại chỗ. Chỗ đó là chỗ mà chúng ta quân bình các căn đó, thưa quý vị. Quân bình các căn không phải chúng ta đọc tính tấn niệm định tuệ đâu. Cái khoảnh khắc, cái tấn căn này nó phải được sau cái thấy nghe này, phải biết rõ về các pháp này. Đây mới gọi là chánh tinh tấn này. Chánh tinh tấn trong cái con đường tứ niệm xứ này. Vậy chánh tinh tấn này nó phải được trí tuệ đi trước nó, hiểu biết về các pháp. Chặt pháp giác chi nó phải đi, nó phải có mặt ở đó. Như vậy là ở đây Đức Phật muốn nói cái chánh tinh tấn này trên cái con đường tứ niệm xứ, phải không? Nên Đức Phật mới nói ai sống cả trăm năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tập sức mình. À, ở đây chúng ta nghĩ rằng tôi sẽ tinh tấn, tôi tu tập tôi sẽ tinh tấn, tôi sẽ giữ giới, tôi sẽ hành thiền, sáng ra tôi phải tu như thế này, tôi phải như thế kia, toàn là tà tinh tấn không. Không phải như vậy. Giáo pháp này Đức Phật dạy cực kỳ dễ hành, nhưng mà cái con đường đi vào thực tại của nó là khó. Là khó. Do vậy mà cái pháp hành đó, là chúng ta nghĩ rằng tôi phải thực hành cái phương pháp này, cái phương pháp kia, nhưng mà không phải. Cái pháp thực hành tức là như lý tác ý, cái thực tại nó sanh khởi đó, nó là cái gì? Ở ngay đó. Và pháp nó chỉ sanh trong một sắc la và nó diệt đi. Chúng ta không có cái cách nào để mà chúng ta áp chế một cái phương pháp nào đó cho những cái pháp duyên sanh này được cả. Không, không có được đâu. Chỉ có trí tuệ chúng ta học hiểu đúng những cái lời Đức Phật dạy, mà thấy rõ được các pháp nó đi vào trong các căn, các cái duyên khởi và các cái nguyên lý sanh ra cái ngũ uẩn này, là muôn đời nó là như vậy. Ví dụ như là cái nhãn căn và cái đối tượng thiệt giác, hai cái này nó tiếp xúc thì nó sẽ sanh ra cái nhãn thức, và ba cái này nó tụ hội thì sẽ sanh ra nhãn thọ. Mà khi có nhãn thọ, nhãn xúc thì sanh nhãn thọ, mà sanh ra nhãn tưởng là sanh ra nhãn hành, và từ đó những cái này nó sanh khởi. Và nếu không có cái thấy nghe này thì không có tham ái, bởi vì không có cái sanh thì đâu có cái gì để mà tham ái, để mà chấp thủ. Mà chúng ta nhắm mắt lại, mà chúng ta biểu rằng chúng ta có chánh niệm tỉnh giác về cái thấy thì không thể được. Không có điều đó xảy ra, bởi vì nhắm mắt lại thì không có cái thấy. Mà không có cái thấy thì cũng không có cái tham về cái thấy, mà cũng không có cái hiểu biết về cái thấy, mà cũng không biết nó là vô thường hay là ai hay là cái gì. Như vậy Đức Phật nói rằng ở đây tinh tấn thu thúc lục căn, đúng không? Thu thúc lục căn không phải là chúng ta ngồi hay làm cái gì đó, mà là chúng ta hiểu đúng về Đức Phật dạy về các cái căn này. Chúng ta sống một đời sống vô cùng nhẹ nhàng, và chúng ta cứ từng chút một nhận biết ra
những cái thực tại trên cái thân tâm của mình trong cái đời sống, thì đó mới chính là cái tinh tấn. Mà chánh tinh tấn đi trên cái con đường tứ niệm xứ này. Cái đường vào tứ niệm xứ là vô cùng khó, mà vào được rồi đó thì chỉ có xuôi dòng thánh đức thôi. Như vậy cái đường vào nó khó lắm. Và pháp học đó, thì nó mênh mông biển sở. Nếu mà chúng ta cho nó là mênh mông thì chúng ta có học hết đời này đời kia đời nọ kia, sắp vỡ nó càng ngày càng ra nhiều và muôn trùng muôn trùng muôn trùng. Không sao mà chúng ta học hết được sách mà của Chư Tăng và các ngài viết được hết. Nhưng mà có một cái cách học là không chạy vào đâu được, là cái pháp học đó, học về cái thấy nghe ngửi nếm xúc chạm đời sống hàng ngày, cứ sáu căn đó mà đi vào trong kinh người này, đi vào đời, đi vào trong kinh người dẫn ra đời, lời Đức Phật dạy cứ dẫn nó vào trong cái đường lối này, pháp học nó dẫn vào trong các căn này. Đảm bảo với quý vị rằng con đường này không tới niết bàn thì không có con đường nào tới niết bàn cả. Nên là pháp học của Đức Phật, lời Đức Phật dạy là vô cùng thâm sâu. Nhưng mà chúng ta không khéo học, không khéo nghe thì chỉ có chết thôi. Nên Đức Phật mới dặn cái bài kinh gì? Cái bài kinh không lầm mà Đức Phật nói là cái bài giáo pháp của Ngài đó, là cái người đó nào mà nắm vào cái đuôi con rắn á, cắn chết, nó cắn chết liền. Bởi vì sao? Học không đúng thì nó không có ly tham, nó không bao giờ ly tham. Lời giáo pháp, chánh pháp của Đức Phật lối lối cũng là một cái miếng mồi. Nếu mà cái người đó sử dụng cho cái mục đích tà vậy thì nó là một cái miếng mồi giết chết cái người vào trong đạo đó, mà không có cách nào cứu được. Và chúng ta thấy cái thiện và bất thiện đó là cái quy luật tự nhiên rồi. Đã làm người thì ai ai cũng hướng thiện hết á. Như vậy đời sống của con người là đa phần là ai cũng tinh tấn, phải không ạ? Tinh tấn làm được các cái thiện pháp như này như kia, các ai hầu trái đất thì chúng ta thấy ai ai cũng vậy. Chư Tăng cũng lại càng tinh tấn nhiều nữa, phải không ạ? Chúng ta ai cũng muốn làm cái gì đó cho đời này hết. Nhưng mà cái câu kệ này Đức Phật nói ai sống 100 năm, người nhát không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày, tinh tấn tận sức mình. Như vậy chúng ta phải hiểu cái tinh tấn này là không phải ai tinh tấn cả. Mà khi vị đó đã thấy được cái sự khổ, thấy được năm uẩn và thấy được cái lý tứ thánh đế, và vị đó kinh cảm với cái vòng sanh tử luân hồi cũng chỉ là những cái duyên sanh của các pháp, vị đó thấy được đời này chỉ có già chết, sanh già chết, sanh già chết, sanh già chết, và ngày nào không có thoát khỏi được cái ý niệm về ngã này thì sanh già chết là bất tận thôi. Cái lười nhác ở đây là lười nhác cái gì? Biến nhác ở đây là biến nhác cái gì? Tức là vị đó không có được
cái sự hiểu biết lời dạy đích thật của Đức Phật. Và chúng ta thấy khi mà Ngài rất là tinh cần như vậy, hiểu rõ pháp như vậy, và Ngài tinh tấn như vậy, nhưng mà cái tinh tấn của Ngài nó vẫn bị không có cái sự quân bình, và cho đến thời điểm đủ nhân duyên thì chánh trí chặt pháp cái chi nó khởi lên ngay lập tức, nó ly các dục và hỷ lạc nó sanh lên, và Ngài thấy hỷ lạc nên nó dao động tâm, và Ngài xả cái hỷ lạc lên đi, và Ngài quân bình cái tâm với cái an tịnh đó, với chánh trí đó. Ngài thấy được cái bản chất tam tướng vô thường, khổ vô ngã, Ngài buông bỏ tất cả các lậu hoặc và chứng vô ni niết bàn, đắc a la hán đạo tứ tuệ phân tích liền. Mà ở đây ấy, chúng ta biết phải đắc tu đầu quần tu đà hàm a la hàm đó, trong đây là nó bài kệ này, chúng ta phải nhớ là Ngài đắc luôn một lần cái câu kệ đó, đắc luôn một lần bốn sắc la đà. Mà bốn sắc la đạo tức là Ngài đắc tu đầu quần xong nè, Ngài chìm vào hữu phần, Ngài quán xét các pháp nó rất là nhanh, và đắc đạo thứ hai nó cũng vậy, thứ ba cũng vậy, và thứ tư cũng vậy. Thì cái tích truyện đọc thì chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải là đắc chỉ đắc một lần là có mỗi một sắc la a la hán đạo, không phải là như vậy thôi. Vậy chúng ta phải hiểu. Như vậy thì chúng ta sống 100 năm, nhất là chúng ta gặp diệu pháp của Đức Phật mà chúng ta dễ vui trong chánh pháp, thì Đức Phật ví cái người này tốt hơn là chỉ cần sống một ngày thôi mà có cái sự tinh tấn tận sức mình. Và chúng ta phải hiểu ở đây là không có tôi ta nào tinh tấn cả. Cái con đường tứ niệm xứ mà nó cái thực tại mà nó đã được lỗi lên bởi cái hiểu biết rồi đó, trong hàng ngày đó, là không có cái gì ở trên thế gian này mà cuốn hút được cái vị hành giả đó. Chúng tôi đảm bảo với quý vị luôn, dầu là quý vị đó chưa có ly dục, chưa có đắc đạo quả, nhưng mà tâm của cái người này luôn luôn hướng về pháp rồi. Lúc này là tài tình danh lợi, Phật tử Phật tiết gì nè, người ta không có quan tâm nữa. Đó là cái phiền não, những cái thứ đó là cái miếng mồi, không có quan tâm nữa. Người ta sống với pháp bảo. Khi nào mà chúng ta bắt đầu nó được hình thành các pháp mà nhớ rõ về sáu căn này, là từ những cái liền hỷ lạc, những cái pháp này nó cho chúng ta một giá trị đích thực, nên từ đó chúng ta không còn cảm thấy những cái dục lạc ngũ trần ở ngoài giá trị nữa cả. Nó không nhìn những cái đồng tiền, nhìn những cái xe, cái cổ, nhìn cái con người đẹp này nữa, nó cứ cảm thấy cao quý, nó cảm thấy cần phải ôm giữ nữa. Nó thấy những cái thứ đó quả thật nó đã bị đánh lừa bởi các tưởng thôi. Nó chỉ là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là căng, là trùng, là màu, là mùi, là vị, có ai ở đó đâu. Do đó mà tâm nó không hướng ra đó. Đây mới gọi là chánh tinh tấn của nó. Thì cái chánh tinh tấn từ cái con đường tứ niệm xứ này nó dẫn vào trong cái đó, dẫn vào trong cái đó. Và cái tinh tấn này nó tự động nó sẽ lớn mạnh trong đời sống hàng ngày, bởi vì cái trí tuệ và cái pháp đó đã được nuôi dưỡng nơi tâm của cái vị đó.
nó lìa xa các dục, lìa xa danh và lợi, và nó không có quan tâm tới bên ngoài, người đó nói cái gì, làm cái gì nó không cần biết, nó chỉ biết con đường ra luân hồi thôi. Do đó mà Đức Phật dạy cái câu này: là ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. Ở đây nói là con đường tứ niệm xứ ha. Chứ còn dầu chúng ta có muốn không tinh tấn hay là muốn tinh tấn cũng không có được, bởi vì các pháp nó phải hội đủ nhân duyên, chứ không phải là sư nói như vậy rồi quý vị nghĩ rằng ôi như thế này hay là như thế khác, mà tất cả pháp nó chỉ hội tụ bởi duyên khởi mà thôi, chứ không phải ai đó muốn tinh tấn muốn làm được cái này cái kia. Nếu như vậy nó không thuộc ngã. Nếu như vậy ai không có một ai ở trên đời, bởi vì sự khổ ai cũng biết hết á. Nhưng mà cái con đường để thoát khổ thì nó phải thực sự là có trí tuệ mà hiểu được cái con đường tứ niệm xứ mà Đức Phật dạy đó. Tứ niệm xứ từ thuyết giảng đúng về nó đó là khó rồi, nhưng mà để nhận biết được nó lại càng khó hơn nữa. Và nó rất dễ bị lật lạc bởi các phương pháp, rất dễ lật lạc bởi các phương pháp. Và chúng ta thì luôn luôn ngự trị bởi cái tôi, nó cứ muốn làm cái này muốn làm cái kia, chứ nó không muốn hiểu. Muốn làm cái này muốn làm cái kia để được cái đó, chứ không phải là nó hiểu cái nó đang sanh. Mà Đức Phật dạy chúng ta hiểu cái đang sanh thì chúng ta lại đi làm cái gì đó để cho nó được sanh ra, sanh ra cái khác không à, mà nó không hiểu cái đang sanh. Mà cái đang sanh là cái đó nó sẽ diệt, thì mới thấy được vô thường của nó, mới thấy được nhân duyên của nó. Thì cái chánh là cái chánh tinh tấn này. Do vậy cái người nào mà sống một ngày mà thấy được cái pháp sanh diệt này nè, như thực của nó này nè, thì tốt hơn 100 năm. 100 năm không thấy nó, không thấy nó nên là tham sân si, nó cuốn chúng ta vào cái vòng sanh tử bất tận, và càng ngày nó càng tích lũy những cái thói quen, càng ngày càng tích lũy cái tham, cái sân, cái tà kiến, cái ngã mạn, và càng ngày nó càng bị trôi dạt. Và đi đến những cái cõi khổ, không có cái gì cứu được mình cả. Không có ai cứu mình ở trên đời này cả. Mà chỉ có diệu pháp thôi, mà chúng ta không có bám lấy lời Đức Phật dạy thì không có cách nào để cứu cả. Do vậy Đức Phật nói, ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt không sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ. Bài pháp này thì con đã trích trong câu tích chuyện, thì con đã kể cho quý vị nghe về Thất Giác Chi, phải không ạ? Còn cái này con nói về chánh tinh tấn để cái con đường vào cho nó đúng. Và phước sanh nên chúng con kính dâng phước báo này đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhớ cả Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương càng thác bà, xuất sanh ngạ quỷ thiên nhân A-tu-la diêm chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tuyên tu lữ cùng đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm nhiễu ngộ được lý tứ thánh đế, chứng đắc đạo quả trong diệu pháp của Đức Thế Tôn vô thường. Phước báo này là nhân là duyên phát sanh nơi tâm của con để đạt thành các ba la mật và chứng đắc được đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn này. Nam mô Bụt Thầy á, con xin xuống mít, xin dừng mít này cho đông mọi người.
Dạ quý vị có nghe không ạ? À? Alo, giơ tay lên có nghe sư Phúc chúc phúc báo ạ. À? Alo, alo. Dạ. Phawatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha sabba dhamma sabba sangha rupa vena sarasothi. Phawantu te tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chi tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lần hai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức tuệ nhẫn đại đức Phật tính dư trung đức đã vào gương chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Yadevata santi viharavasini tupe gare bhuti gare ta hin ta tham ma da de na pa quan tu bu chi ta so thiên karon te tha vi ha ra mang da le the ra cha ma cha na va ka cha bi kha vo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vu pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sa pe pi du kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu thi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha pu cha la sang kho ho tu sa mak vo wa Athaya cha hi ta ya cha am he rat kham tu sak kham mo sappe pi dhamma cha ri no uthim sam pha phu ni ya ma dhamma ri ya ma we ni te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào luôn nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày nay vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống mic.